Quang Tây xin chào con các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 6 tây tháng 1. Giá anh Long hôm nay đã giảm nhẹ, giá anh Long ruột đỏ giảm nhẹ trở lại nha. Giá anh Long ruột trắng rồi tăng. Giá anh Long ruột trắng tăng 1.000 đồng một ký. Giá lông ruột trắng hàng đẹp 14-17 ngàn, sàn 11-13 ngàn, hàng dẹp 7-9 ngàn. Giá lông ruột trắng thì nhờ đi hàng trong nước nó hút mạnh. Giá lông ruột đỏ loại 1-25 ngàn, loại 2-20 ngàn, loại 3-15 ngàn, loại 4-12 ngàn, hàng nước ép từ 7-9 ngàn. Rồi hôm nay cập nhật xem giá lòng đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào con các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.